Rồi, xong luôn rồi anh em. Không còn thấy lên nguồn luôn nha. Anh em coi nè, Mavic Mini nha, chứ đừng có nói mình lấy con Mavic Mini 2 hay gì đó. Con Mavic Mini 2 bay được 1 km gì đó mà vẫn còn pin gì đó nè. Thì con Mavic Mini 2 bay khi mà battery còn 0% nó vẫn bay được 1 km nữa, còn con này là Mavic Mini nha. Nãy thì nó xuống tới tận 2,5 mấy vôn luôn. Bây giờ cục pin nè, mình nhét vô nó sẽ không còn nhận cục pin nữa nha mọi người. Này, bấm cái cạch này nha. Rồi nè, bấm đèn nó sẽ không còn lên nữa, mất luôn. Rồi xong luôn, xong đời của pin luôn rồi đó. Rồi, ok, để mình cắm sạc thử coi coi nó lên không nha. Ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series về việc hack cái con Flycam DJI Mavic Mini ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em cái phần gọi là hack về pin nha anh em. Mình sẽ hướng dẫn anh em hack về pin trước nha. Đây là một cái tính năng mà mình nghĩ là nó là một cái tính năng rất là hữu ích khi mà anh em mà lái flycam á, đó chính là tính năng mà đã xuất hiện trên Mavic Mini 2, đó là bay ở 0% pin ha, mà không phải hạ cánh bắt buộc ha. Thì tính năng này hữu ích trong những cái tình huống khẩn cấp đó anh em. Thì trước mắt mình muốn nói một điều là mình không khuyến khích anh em lạm dụng cái tính năng này ha, để vắt kiệt cái công suất của pin ha, vắt kiệt cái hiệu năng của pin và vắt kiệt cái dung lượng của pin ha. Mà tính năng này á, nó chỉ giúp cho anh em trong những trường hợp khẩn cấp ha, ví dụ như anh em lỡ bay quá xa mà về không kịp á, hay như thế nào đó gặp sự cố thì bay được ở 0% pin cho đến khi nào hết bay được thì thôi. Nó cũng là một cái phần gì đó giúp cứu sống được cái em flycam của anh em ha, nhất là khi mà cái giá của một viên pin thì nó không mắc, mà giá của cái con drone của mình thì lại cao, thì thà hy sinh cục pin còn hơn là mất em flycam, đúng không? Nhưng mà nói vậy thôi chứ thật ra là viên pin của chúng ta có thể xả xuống tận 2,5V trên một cell, và đó là cái khoảng an toàn của nó, không có vấn đề gì hết. Tức nghĩa là bình thường á, DJI á giới hạn lại ha, anh như mình tìm hiểu á, là DJI không bao giờ cho sạc viên pin đầy 100% và không bao giờ cho xả viên pin tới dưới 10%. Thì mình sẽ gửi cho anh em coi một cái video. Mình sẽ cho anh em coi một cái video về cái vấn đề này ha, để chứng minh được rằng đó là việc DJI không cho sạc đầy 100% và xả xuống dưới dưới 10% ha. Rồi ok, anh em xem video nè. Thì ok, đây là cái video mà mình đã quay phim màn hình lại để chứng minh việc DJI không cho sạc đầy 100% ha. Thì mời anh em xem video là mình sẽ cùng anh em phân tích ha. Đó, hiện tại pin của mình anh em thấy nè, 96% ha. Và trong phần battery info nè, anh em thấy 8,2V ha. Và 4,10V trên một cell ha. Tức là cho dù anh em có sạc đầy lên đến 100% đi nữa thì viên pin này nó sẽ nằm ở khoảng đâu đó là 4,15V ha anh em, 4,15V, chứ không bao giờ đạt được tới 4,2V ha. Anh em biết là pin pin của hàng này là nó xài cái cell của Samsung INR18650 đó, 25R, thì pin pin đó có thể sạc đầy lên đến 4,2V ha, và xả xuống tận 2,5V ha. Nhưng mà DJI đã bảo vệ nó cho nó sạc chỉ ở cái mức là chỉ cho nó sạc ở cái mức là 4,15V thôi nha anh em. Không bao giờ anh em sạc được đến 4,2V đâu, và điện áp tối đa khi mà đạt 100% cũng chỉ là 8,3V ha. Thì mục đích của nhà sản xuất làm như vậy đó chính là để bảo vệ pin thôi. Một mục đích của họ chỉ để bảo vệ pin thôi. Còn mình cố gắng sạc cho đầy và xả cho kiệt á, thì nó sẽ làm nhanh giảm cái tuổi thọ của viên pin này lắm ha anh em. Rồi ok, đó là cái phần về viên pin của DJI ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi vào cái phần chủ đề chính của chúng ta, đó là việc tùy chỉnh các thông số để cho em nó có thể bay ở 0% pin ha anh em. Thì anh em như đã xem cái video thứ nhất của mình đó, anh em đã biết cái cách kết nối flash firmware và thay đổi firmware như thế nào ha. Thì như anh em đã thấy là cái con DJI Mavic Mini của mình hiện tại đang ở firmware là 500 nè anh em.
firmware 500 là mình đã flash cái gói firmware tùy chỉnh của mình vô ha, thì những cái phần thông số cũ vẫn là của firmware 400 ha. Còn một vài cái thứ chức năng mới đó của firmware 500 thì nó có luôn ha. Nghĩa đây là một cái cách gọi là trộn firmware. Thì cái cách trộn firmware này ở trên rất là nhiều cái diễn đàn của nước ngoài người ta đã hướng dẫn cái cách trộn firmware này, và mình cảm thấy áp dụng cái cách này rất là hay. Đó, là trộn hai cái firmware 400 và 500 thì chúng ta sẽ có được cái thông số của firmware 400 và tính năng mới của firmware 500 ha. Thì để mà bay được ở 0% pin á, anh em cần vào cái phần là Advanced Parameters. Mình đọc tiếng Anh không có chuẩn ha, mình đọc bừa vậy đó. Rồi, anh em sẽ cần tìm cho mình tới một cái giá trị rất là quan trọng trong cái phần Advanced Parameter này. Đó là cái phần anh em bấm một cái ô search này nè, anh em bấm từ khóa là batteries nha. Ok, anh em quan tâm tới cho mình cái thông số này nè, battery type nha. Mặc định của nó sẽ là default, nó sẽ là 1 nha. Thì ở đây anh em có thể chỉnh được là 1 nè, 2 và 3. Thì mình khuyến khích anh em sẽ tùy chỉnh ở cái battery type này là 2 ha. 2 ha, anh em có thể sử dụng 0 hoặc là 3 cũng được luôn. Nhưng mà mình khuyên anh em sử dụng battery type 2, không sử dụng battery type 1 nha. 1 là mặc định thì anh em sẽ không thể bay được ở 0% ha. Còn tất cả những cái battery type còn lại sẽ bay được ở 0% ha. Thì để mình giải thích battery type 0 á thì anh em có thể bay ở 0%, bay dưới 0%, bay cho đến khi nào viên pin ngắt hoàn toàn thì thôi, và không hề có bất kỳ một cảnh báo, không có tiếng beep, tiếng gì hết, không có một cái dấu hiệu hết. Anh em chỉ nhìn vào dựa vào số phần trăm của pin thôi và điện áp của pin thôi, nó sẽ không có cảnh báo gì khi anh em bay ha. Còn ở battery type 2 này á thì nó sẽ có cảnh báo khi mà pin xuống mức thấp dưới 20% và dưới 10% và dưới 5%, nó sẽ có cảnh báo nhưng vẫn bay được ở dưới 0%. Mặc dù có cảnh báo ha, nhưng vẫn bay được ở dưới 0% và viên pin sẽ không bị ngắt sau khi hạ cánh ha. Còn ở battery type 3 thì mình chưa có nghiên cứu, đại khái là battery type 3 theo cái một số tài liệu mình đọc á, thì nó cũng tương tự như battery type 2. Thì nó có thêm cái phần hình như là nó dự tính thời gian còn lại để bay được á, nó gọi là cái thời gian ước tính còn lại để bay đó. Thì anh em chọn battery type 3 nhưng mà bay được dưới 0% không thì mình chưa có thử nha. Mình mới thử ở battery type 2 và battery type 0 là bay được dưới 0% ha. Nhưng mà type 0 á, sau khi bay dưới 0% rồi anh em đáp cánh xuống thì nó sẽ ngắt luôn viên pin luôn. Nó sẽ ngắt hẳn viên pin luôn và không thể nào mở lên bất kỳ thêm chức năng nào nữa. Đó là battery type 0 ha. Thì mình khuyên anh em chọn battery type 2. Ngoài ra thì anh em có thể tùy chỉnh thêm cái phần thông số này nè. Nó sẽ có một vài cái phần thông số liên quan tới pin nữa, là anh em chỉnh được cái giải điện áp mà khẩn cấp của pin đó. Cái này là thông số mặc định, mình chỉnh thêm, mình dự phòng thôi ha. Thì anh em tìm cái mục nào đó có liên quan tới battery đó để mình kiếm thử. Cái này thì mình không có nhớ cái từ khóa cho nên mình không có hướng dẫn anh em được, để mình tìm lại thôi. Thì nó nằm ở cái mục gọi là cũng battery nè. Đó, đây là battery nè, anh em coi nè. Battery level 1 nè là 20% sẽ bắt đầu cảnh báo nè. Battery level 2 là 5% sẽ cảnh báo landing nè. Đó. Điện áp bảo vệ nè, 3.6V thấy không? DJI không bao giờ cho anh em xuống dưới 3.5V luôn, chứ đừng nói xuống dưới 3V ha. 3.5V là giới hạn tối đa mà anh em có thể xuống được ha. Tức là viên pin của anh em lúc nào cũng còn chắc cỡ trên 10% á, mình nghĩ là 3.5V chắc trên 10%. Hoặc là trên 15% luôn chứ không phải trên 10% nữa. Đó, anh em thấy rõ ràng trong đây là những cái thông số bảo vệ viên pin nè. Đó, 3.5V, 3.6V. Thì thật ra thì anh em có thể chỉnh thêm ha. Chỉnh thêm cũng được, nhưng mà anh em chỉ cần chỉnh được cái thông số là battery type nha. Battery type này thì anh em có thể bay được ở dưới 0% pin luôn ha. Chọn 2 cho mình ha. Rồi, chọn price parameter ha. Xong, tắt ứng dụng thôi. Đơn giản em chỉ cần tắt ứng dụng thôi và khởi động máy bay lên, bay test thử xem coi nó có dưới 0% và nó có bắt anh em hạ cánh không nha. Rồi ok, video của mình đến đây là kết thúc nha. Chúc anh em bay vui vẻ ha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video.
Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Đừng quên subscribe nhé. Rồi ok mọi người, bây giờ mình sẽ tiến hành nhét em nó vô trong cái đốc sạc nha, để coi em nó có còn sống không ha, hay là ngủm củ tỏi luôn rồi. Rồi mình nghĩ chắc chuyến này mình bay mất 600-700 ngàn tiền pin là xiền rồi. Em này mới sạc có 38 lần thôi, 38 lần thì cũng đâu có gì đâu nhiều đúng không. Thôi xong rồi, lần này của đi thay người, hay là tại người chơi ngu, chắc tại người chơi ngu xong rồi banh của pin luôn. Rồi ok, bây giờ cái đốc sạc của mình hiện tại mình cũng đang sạc full pin nè. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình nhét em nó vô ha. Đó, bây giờ mình sẽ cắm thử vô coi em nó còn lên không ha. Rồi, di động 1 2 3. Rồi, đến tinh luôn. Đến tinh luôn, không thấy chớp đèn luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo bỏ cái viên pin đang sạc ra ha. Rồi mình sẽ tháo bỏ viên pin đang sạc ra nè. Hy vọng là nó sẽ sống lại nhé. Thì nó vẫn còn đang nóng lắm. Không biết nó chịu nhận sạc không nhé. Ok, 1 2, 3. Sạc kìa, lên lại nha. Vậy là không chết nha mọi người. Pin vẫn sống nhăn ha mọi người. Mình nhớ đèn báo sạc nè nó. Có sạc bình thường nha. Rồi vậy là mình có thể hack thành công cái pin của em Mavic Mini 1 này để cho nó nó giống pin Mavic Mini 2 ha, xả xuống 0% luôn ha. Xả xuống 0% mà vẫn còn bay được nha. Đương nhiên là nó sẽ có thể là bay không không bằng mấy em Mavic Mini 2 đâu, nhưng mà dù sao thì nó cũng cứu chúng ta được trong một vài trường hợp nha. Rồi ok, tuyệt vời quá em ơi tuyệt vời quá. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau ha. À quên nữa, cái này mình không khuyến khích nha, mình không khuyến khích nha, nó chỉ cứu chúng ta trong một vài trường hợp nha. Tốt nhất là từ 20% pin thì anh em nên sạc lại nha, chứ không nên kéo cho em nó tới cạn kiệt như vậy ha, rất là dễ hỏng xeo pin nha.